thiết bị chăn nuôi Mai Dung. Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay bên em về cái trại thái rất là đẹp, có hai màu vàng và xanh là nổi bật nhất, và màu da cam thì kia là trên lóc. Với cái trại này có kích thước là dài 2 sải tay và có đường chì, các bác nhìn chì tròn đấy, các bác nhìn chì tròn rất là đẹp. Chì này được đúc nguyên khối. Vâng, sợi lưới bằng sợi cước rất là bền và siêu bền luôn. Với cái chài này dành cho các chủ trang trại và những dân chơi đi câu quăng chài, hoặc dân đi du lịch, đi phượt các kiểu. Cái chài này ấy thì bên em cung cấp cho các đại lý trên toàn quốc với giá sỉ rất là siêu rẻ. Các bác xem, đây cũng là một cái chài nhưng mà nó lại sải tay của nó là rơi vào 4 sải tay. Tùy các bác muốn chọn cái chài nào phù hợp với mình, biết quăng, hoặc lựa chọn cho mình một cái chài nó nhẹ hoặc là nặng, tùy các bác có kinh nghiệm quăng chài hay không. Với cái chài này thì các bác muốn sở hữu được cái chài này thì liên hệ với bên em. Bên em ship hàng toàn quốc, ship từ một cái trở lên. Các bác xem đường chì của nó rất là đều, rất là đều. Cái này có ưu điểm, cái chì này có ưu điểm hơn của Việt Nam là chì đúc nguyên khối chứ không phải là chì cắt hoặc là chì đúc bằng tay. Thế nên là quăng chài nó rất là đều. Nếu mà có thời gian rảnh ấy thì em sẽ làm cho các bác một cái video, em sẽ hướng dẫn các bác quăng chài. Thế nên các bạn cứ bấm like, đăng ký ủng hộ kênh của mình, sẽ có video hướng dẫn ngay ngày hôm sau là có. Cái này mấy sải? Xin chào tất cả bà con và các anh em đi câu.